Hương chào tất cả các con khối 7. Ở tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu được phần thứ nhất của chủ đề giống cây trồng, đó là vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Hôm nay, thầy và trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ đề giống cây trồng tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về sản xuất giống cây trồng. Chúng ta sản xuất giống cây trồng như thế nào? Bây giờ tụi con quan sát. Vậy, mục đích sản xuất giống cây trồng là gì? Tại sao phải sản xuất giống cây trồng? Thứ nhất, đó là mục đích là nhằm tạo ra nhiều hạt giống cây con, giống phục vụ gieo trồng. Để làm sao tạo ra được nhiều cái hạt giống cây con và giống phục vụ gieo trồng. Tại vì phải có hạt giống thì chúng ta mới trồng được cây. Rồi tụi con quan sát vào sách giáo khoa là sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành trong mấy năm. Thì từ cái sơ đồ của sách giáo khoa chúng ta thấy rằng là được tiến hành đó là 4 năm. Và sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào? Thì chúng ta thấy đây, trình tự 4 năm như sau. Hạt giống đã được phục hồi và duy trì, đó là năm thứ nhất. Thứ hai, đó là người ta sẽ lấy những hạt giống đó từng dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5. Tức là những hạt giống đã được phục tráng đó tụi con, ta gieo. Người ta gieo xong đó rồi, ta sẽ được là hạt giống siêu nguyên chủng. Nghĩa là làm sao? Hạt giống đã được phục tráng và duy trì, người ta trồng cây, con thấy không? Rồi người ta lấy hạt của cây đó ra những dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5. Và những cái hạt của dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5 này chính là hạt giống siêu nguyên chủng. Đó là năm thứ 2. Rồi đến năm thứ ba là người ta lấy cái lại trồng cây tiếp ra hạt, và người ta lấy cái từ cái hạt giống siêu nguyên chủng với là người ta trồng, người ta là ra hạt giống nguyên chủng. Đó là năm thứ ba. Và năm cuối cùng đó là người ta lại lấy những hạt giống nguyên chủng này trồng ra cây, rồi người ta lại lấy hạt của những cây đó, và những hạt đó người ta gọi là hạt giống sản xuất đại trà. Đại trà nghĩa là mang ra cho mọi người cùng trồng. Đó là như vậy. Còn những hạt giống siêu nguyên chủng này là người ta chỉ trồng, hay là hạt giống nguyên chủng, tụi con thấy rằng đa số là họ trồng trong phòng thí nghiệm là nhiều. Để người ta quan sát coi cái sức sống của nó, sức phát triển của nó như thế nào. Rồi bây giờ thầy nhắc lại ha. Đó là quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành đó là trong 4 năm. Năm thứ nhất, đó là gieo hạt giống đã phục tráng và chọn cây có đặc tính tốt. Năm thứ hai, hạt của mỗi cây tốt gieo thành từng dòng, rồi người ta lấy hạt của các dòng tốt hợp lại thành giống siêu nguyên chủng. Rồi năm thứ ba, từ giống siêu nguyên chủng người ta lại trồng cây đó, người ta lấy hạt, người ta gọi là hạt đó là hạt giống nguyên chủng. Và đến năm thứ tư, đó là từ giống nguyên chủng đó người ta lại trồng cây và lấy hạt, người ta dùng từ là nhân thành giống, đó là giống sản xuất đại trà. Đó là quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt. Tụi con biết là cái phần này chúng ta tìm hiểu hai cái. Thứ nhất là sản xuất giống cây trồng bằng hạt, thứ hai là nhân giống vô tính. Đó là như vậy. Đây là người ta sản xuất giống cây trồng bằng hạt. Phương pháp này người ta cũng áp dụng rất nhiều để trồng những cái loại cây. Đó, ví dụ như là cây lúa, cây ngô, ta còn gọi là cây bắp, những cây lương thực và thực phẩm, thấy chưa? Ví dụ là cây cà chua, đó, cây ớt, cây đậu. Đó là những loại cây mà người ta dùng các biện pháp nhân giống bằng hạt. Con thấy đó. Rồi cái thứ hai, đó là sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính. Vô tính là sao? Nghĩa là nó không cần hạt. Thì người ta gọi là sản xuất
giống cây trồng bằng nhân giống vô tính. Giờ tụi con quan sát hình. Có mấy phương pháp đây? Có 3 phương pháp hình 15, 16 và 17. Trong sách giáo khoa cũng có đó. Có 3 phương pháp. Và những cái hình này thể hiện được cái quy trình sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính. Thứ nhất, hình 15 thể hiện cho chúng ta là quy trình sản xuất giống cây trồng là phương pháp là dâm cành. Hình 16 là ta ghép mắt. Hình 17 là người ta chiết cành. Thì tụi con thử suy nghĩ cho thầy coi là những cái phương pháp dâm cành, ghép mắt, chiết cành này người ta thực hiện quy trình như thế nào. Đó. Trước khi mà tụi con thầy giải thích cho tụi con thì tụi con quan sát và mình thử coi. Mình thử viết tập, mình suy nghĩ, mình tư duy, mình coi là những cái sản xuất giống cây trồng này nó được thực hiện theo quy trình như thế nào. Rồi bây giờ bắt đầu thầy cho tụi con coi từng quy trình một. Đầu tiên là cái đặc điểm của phương pháp dâm cành, ghép mắt, chiết cành. Thứ nhất là đó là dâm cành. Dâm cành là người ta cắt một đoạn cành có đủ mắt. Cắt một đoạn cành như thế này. Đủ mắt chồi, tụi con thấy không? Đó, từ thân cây mẹ. Và người ta sẽ dâm xuống, nghĩa là người ta đâm xuống á, dưới nền cát ẩm. Và sau một thời gian sẽ là rễ. Và cây bắt đầu nó phát triển lớn thành. Đó là vô tính, tụi con thấy người ta không cần hạt, thấy không? Người ta cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi từ thân cây mẹ và người ta dâm nền xuống cát ẩm. Rồi phương pháp thứ hai đó là ghép mắt. Ghép mắt người ta còn gọi là ghép cành đó. Lấy mắt ghép, ghép vào một mắt ghép của một cây khác cùng họ. Tụi con thấy giống như là hoa mai trắng. Mà tụi con thấy là nó lại lẫn qua mai vàng. Thì tại sao? Đó là người ta dùng ghép mắt đó tụi con. Đó. Rồi cái thứ hai đó là chiết cành. Chiết cành nghĩa là người ta bóc cái khoanh vỏ của cành. Sau đó người ta lấy đất ta bó lại. Rồi khi cành cây rễ, nó ra rễ như đấy, ra rễ rồi nè. Thì người ta cắt khỏi cây mẹ và đem trồng xuống đất, người ta gọi là chiết cành. Và đa số những loại cây này dùng ở cây ăn trái hoặc là cây cảnh rất là nhiều. Ba phương pháp đó. Giờ tụi con coi dâm cành. Thấy chưa? Người ta cắt ra. Đó, người ta. Tụi con nhìn nè. Đó, người ta dâm xuống đất. Rồi sau thời gian tụi con thấy nó là rễ nè. Và người ta mang ra người ta trồng. Con thấy là cây gì đây? Cây thăng long. Thấy không? Người ta cắt từ cây thân cây mẹ ra, người ta dâm xuống đất. Cắm xuống đất. Rồi sau một thời gian ra rễ. Rồi bắt đầu người ta lấy từng cây đó mang ra ngoài trồng. Thì nó ra được gì? Những cây con. Đó. Đó là dâm cành. Rồi tụi con coi ghép mắt. Tụi con thấy đó là người ta ghép. Đây này, tụi con thấy không? Hai loại khác nhau. Những cái cây khác nhau được trồng trên một cây. Người ta ghép mắt. Ghép mắt vô. Và nhờ nó sống được, nhờ là những tế bào. Và nó liền lại với nhau được. Rồi. Thứ hai là chiết cành, tụi con thấy người ta bó lại nè. Đó. Và khi ta rễ rồi, người ta sẽ cắt, người ta mang ra trồng, đó là chiết cành. Và có một phương pháp thầy giới thiệu luôn, đó là hiện đại. Phương pháp này chúng ta chỉ tìm hiểu sách giáo khoa, chúng ta không có học. Nhưng mà phương pháp rất hiện đại là nuôi cấy mô. Người ta lấy một tế bào, người ta bỏ trong một môi trường đặc biệt. Và sau đó nó ra cây con. Và mang ra ngoài trồng. Đó là nuôi cấy mô. Thì tất cả những phương pháp này, người ta gọi là nhân giống vô tính. Vì lý do nó không cần hạt. Và sử dụng cho cây ăn trái, cây cảnh rất là nhiều. Rồi giờ nhắc lại, ba phương pháp chúng ta học đó là dâm cành, ghép mắt, chiết cành. Dâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi từ thân cây mẹ và dâm xuống đất. Còn ghép mắt là dùng một bộ phận sinh dưỡng như mắt, chồi, cành của một cây gắn vào một cây khác là gốc ghép. Người ta gắn vô. Còn chiết cành là bóc khoanh vỏ của cành, sau đó bó đất. Khi cành ra rễ, cắt khỏi cây mẹ, đem trồng xuống đất.
Bởi vậy từ ngày hôm nay, khi mà ai nói là cây này đã được sử dụng dâm cành thì tụi con hiểu được dâm cành là người ta làm những cái gì. Và tụi con nhìn vào cây đó, tụi con phải biết là ghép mắt. Vậy chúng ta hiểu ghép mắt người ta làm như thế nào. Thấy chưa? Và chiếc cành, tụi ta nhìn mình biết rằng khi mình đi xuống các vùng quê đó, thì hay là vùng thành phố mình, người ta trồng cây cảnh, người ta mình nhìn xuống mình biết người ta dùng phương pháp nào, dâm cành, ghép mắt và chiếc cành. Khi đã được học rồi thì chúng ta phải biết. Rồi hạt giống cây trồng thì con thấy rằng không thể nào mà khi mà có hạt giống thì người ta lại trồng ngay. Bởi vậy người ta phải để một thời gian. Nhiều khi người ta còn đưa cho bán cho người này, người ta kinh doanh bán người này bán người kia, không phải là bán một lần là được ngay. Do đó người ta phải làm gì? Bảo quản. Và chúng ta cùng tìm hiểu cho thầy đó là bảo quản hạt giống cây trồng. Thì bảo vệ muốn bảo quản tốt hạt giống thì cần phải đảm bảo những cái điều kiện nào. Thì tụi con thấy nó có hai điều kiện. Thứ nhất là hạt giống nó phải tốt. Hạt giống phải khô mẩy, không lẫn tạp và không sâu bệnh. Tại nếu mà bị sâu ăn hết hạt nó hư rồi. Thế chứ không bị khô á thì nó sẽ bị nảy mầm. Nên hạt nó phải khô. Rồi bảo quản hạt giống sao là nhiệt độ, độ ẩm, nơi cất phải thích hợp và không để côn trùng nó phá hoại. Như là chuột vân vân nó vô ăn hết hạt giống của mình. Hoặc là mọt đi, nó ăn hết, thấy không? Rồi thứ hai là chúng ta sẽ trình bày một số phương pháp bảo quản hạt giống cây trồng. Thứ nhất là bảo quản là chung vại hoặc túi kiến khô sạch. Tụi con thấy người ta bỏ vô đây, đây túi kiến khô sạch. Đó. Đó. Người miền Nam mình hay sử dụng cái này. Tụi con thấy gạo người ta hay như thế này. Thóc hoặc gạo người ta hay bảo quản. Hoặc là những cái hạt như đậu xanh, rồi đậu nành, đậu đen, đậu đỏ vân vân. Thì người ta sẽ để trong túi kiến và khô sạch. Hoặc là những loại hạt người ta bảo quản trong các cái kho lạnh. Người ta đưa vô, người ta bảo quản trong các kho lạnh để mà nó hạn chế cái sinh sôi của cái con vi khuẩn nó phát triển. Rồi tụi con nhớ cho thầy, có hạt giống tốt thì phải biết cách bảo quản tốt thì mới duy trì được chất lượng của hạt. Và hạt giống có thể bảo quản trong chung vại, bao túi kính hoặc trong các kho lạnh. Rồi có một số cái bài để chúng ta ôn tập sau đây. Biện pháp nào dưới đây không phải sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính? A. Dâm cành. C. Chiết cành. B. Ghép mắt. D. Gieo trồng bằng hạt. Chúng ta câu nào đúng? Mình có câu D, đó là gieo trồng hạt. Tại người ta nói là gì? Không phải sản đây ha, biện pháp nào dưới đây không phải sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính. Thì đương nhiên là vô tính là không cần hạt, mà đây có hạt là không phải. Nên câu D là câu đúng. Tiếp. Ghép số thứ tự của các câu từ câu 1 đến câu 4 với các câu từ câu A đến câu D cho phù hợp. Nghĩa là tụi con ghép coi 1 với bên này. 1, 2, 3, 4 với ABCD. Cái nào phù hợp rồi chúng ta sẽ ghép. Rồi chúng ta thử coi ha. Nãy giờ tụi con ghép đúng không nha. Thứ nhất là người ta chọn tạo giống. Thì chọn tạo giống như thế nào đây? Là để tạo ra quần thể có quần thể khác với quần thể ban đầu. Tại sao người ta chọn tạo giống là như thế? Rồi sản xuất giống, có thể tạo ra nhiều hạt cây giống. Rồi bảo quản hạt giống. Thì bảo quản bằng gì? Là dùng chung vại túi ni lông để bảo quản. Rồi nhân giống vô tính, đó là gì? Là chặt cành từng đoạn nhỏ và đem dâm xuống đất ẩm. Đó. Để pháp dâm cành này. Thấy không? Rồi. Bạn nào đúng thì thầy, bạn đã hiểu bài rồi. Ha. Bạn nào chưa đúng thì cố gắng chúng ta xem. Rồi chúng ta hiểu. Chưa hiểu thì thắc mắc thì ghi lên trong lớp học kết nối thì thầy sẽ giải thích. Rồi về nhà tụi con nhớ học bài cho thầy và làm bài tập trên lớp học trang web lớp học hcm.edu.vn. Và bài sắp tới là tụi con nghiên cứu thời 3 bài 12, 13, 14 để chúng ta vào một cái chủ đề đó là sâu bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ. Và các con thương mến, bài chúng ta nữa là hết. Tụi con nhớ làm đầy đủ thực hiện nhiệm vụ của mình. Rồi, cảm ơn tụi con.